Xin chào các bác, cô chú, anh chị, các bạn và cùng các em trở lại với kênh YouTube. Thì lâu nay em không có ra cái video nào cho các bác, cô chú và anh chị xem, và cũng như có nhiều người cũng rất là lo lắng cho mình và cũng có gửi những cái tin nhắn ở trên Facebook hỏi là dạo này không biết là mình có như thế nào trong cái mùa dịch này. Thì có nhiều bạn cũng rất là lo lắng là liệu mình có bị nhiễm bệnh Covid hay không, mà sao dạo này không có thấy ra video. Thì hôm nay cũng là một ngày rất là đẹp trời. Bữa nay là ở tại nơi của người dân xứ Nẩu là chuyển sang cái mùa mưa rồi. Thời tiết ở đây thì nhiệt độ thì đã hạ xuống và không khí ở đây thật là mát mẻ. Hiện tại bây giờ thì chúng ta đang quay cái cảnh ở đây là ở tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên, là một cái buổi sáng lúc bây giờ là đang 8 giờ sáng đó. Chúng ta nhìn thấy ở cái con đường thị xã ở nơi đây thì bây giờ là đã được hoạt động. Chúng ta nhìn thấy là cái cuộc sống nó đã trở thành từ từ từng ngày và đã được khôi phục trong một cái thời gian mà toàn nước mà chúng ta phải đang gồng mình để mà chống dịch. Để trả lời lại với cái câu hỏi và các bạn đã quan tâm đến em, thì hôm nay em cũng xin nói luôn là trong cái thời gian mà vừa rồi á, em không ra video không phải là vì em bị nhiễm Covid hay là em có vấn đề gì về sức khỏe. Thưa với các bác là thời gian vừa rồi thì sức khỏe của em vẫn được tốt và rất là bình thường, cũng làm việc thật là năng nổ, cũng như là tham gia các cái chương trình phòng chống dịch ở địa phương. Chính vì vậy mà em không có ra được video là như vậy, chứ không phải như có nhiều bạn lo lắng cho mình là liệu cái thời gian vừa rồi bạn có sức khỏe vấn đề gì không. Thì thưa đến nay là sức khỏe của em rất là tốt, không có vấn đề gì hết. Hôm nay muốn chia sẻ là bây giờ là cái phong cảnh ở tại thị xã Sông Cầu, thì chúng ta nhìn thấy thì, những cái cây ở đường phố đã được coi như là sửa sang lại. Những cái tàn cây đã được cắt gọn để chuẩn bị cho những cái mùa bão lụt đến đó sắp tới đây. Chính vì vậy mà ở nơi địa phương này họ đã dọn dẹp cây xung quanh đường phố rất là gọn gàng, cho nên chúng ta thấy những cái cây bây giờ là đã được cắt gọn gàng lại. Chính vì vậy mà bây giờ chúng ta nhìn thấy được cái ánh sáng bây giờ nó cũng nắng rọi xuống ở cái con đường phố cũng rất là đẹp đó. Trong cái thời gian và vừa rồi thì có nhiều bạn hỏi là như vậy là muốn hỏi một cái thông tin là đến bây giờ thì ở tại thị xã Sông Cầu thì thời gian qua cũng như cái hiện tại thì đến bây giờ tình hình bệnh dịch như thế nào. Cho quý vị và các bạn biết thì ở tại thị xã Sông Cầu nói riêng là đến bây giờ phải nói là một thời gian rất là dài, cũng lâu lắm rồi. Thì nói chung về vấn đề mà bệnh dịch Covid á, thì không các đã được kiểm soát và hình như là theo như mình nhìn nhận á, thì không có một cái ca nhiễm Covid nào ở ngoài cộng đồng hết. Chúng ta phải nói là ở tại thị xã Sông Cầu là một nơi vùng xanh rồi, thật sự là vùng xanh. Thì trước những ngày gần đây, trước 2-3 ngày á, thì ở cái chỗ trước mặt của màn hình đó, là cái chỗ này là cũng là một cái điểm, cái chốt chặn để mà kiểm soát phòng chống dịch. Nhưng đến bây giờ chúng ta nhìn thấy không có còn cái chốt chặn để mà phòng chống dịch nữa, mà đã được tháo gỡ. Nói chung thì toàn ở tại những cái điểm chốt ở tại thị xã Sông Cầu bây giờ thì chúng ta không có còn nhìn thấy có cái chốt nào nữa, mà đã được tháo gỡ rồi. Bà con đi ra vô rất là bình thường.
đến bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy là hiện tại bây giờ thì bà con số lượng người đi ở trên những cái con đường thị xã thì dần cũng được hoạt động và cũng như là trở lại với cái cuộc sống là chúng ta nhìn thấy là nó cũng đã được bình thường. Nhưng mà ở đây họ cũng vẫn còn đang trên cái về mặt tinh thần thì mọi người ở tại địa phương họ cũng luôn luôn cảnh giác và luôn luôn phải không có gọi là thờ ơ trước những cái bệnh dịch, mà họ luôn luôn phải áp dụng theo cái kiểu mà phòng chống dịch là 5K đó quý vị và các bạn. Có nghĩa là họ vẫn tuân thủ 5K, không có tập trung đông người và cũng không có những cái sự kiện mà tụ họp đông người, mà phải có một sự giới hạn cho phép là được tụ tập với cái lượng người là bao nhiêu đó, thì theo như mà ở địa phương người ta đã đưa ra là phải áp dụng. Thì đến bây giờ thì chúng ta thấy tuy rằng là người dân cũng đi làm lại rất là bình thường, nhưng mà có một số quán xá thì cũng có một số quán cũng không có được mở ra bán, mà họ cũng vẫn còn đóng cửa. Chẳng hạn như nhà hàng thì cũng chưa có được hoạt động trở lại, cũng như là các lỡ cưới hay gì thì cũng không có được hoạt động. Mà ở đây là chúng ta hiểu một cách đó là vẫn đang còn nằm trong tư thế là đang cũng vẫn là luôn luôn phòng chống dịch trong cái thời gian này. Tuy rằng chúng ta biết là ở nơi đây là một cái nơi vùng xanh rồi, theo như cái cảm nhận của em thì em nói là vùng xanh là như thế nào, vùng xanh có nghĩa là ở trong cái cộng đồng đã bên cái y tế hay gì đó thì họ đã kiểm soát rất là kỹ, và chúng ta không có nghe thông tin có những ca nhiễm Covid ở ngoài cộng đồng nữa. Chính vì vậy mà mình nghĩ là chứng tỏ là ở đây là nó đã là một cái vùng xanh rồi, cũng an toàn cho mọi người. Thì đến bây giờ thì mọi người cũng muốn để mà nhìn thấy lại cái những cái thông tin cuộc sống của bà con ở tại nơi địa phương này như thế nào. Thì hôm nay em đã làm video này để quay lại cái con đường của Phạm Văn Đồng ở tại thị xã Sông Cầu để cho các bác cô chú và các bạn để nhìn nhận lại, để thấy lại được cái cuộc sống ở đây dần được hồi sinh trở lại và đã được một cái cuộc sống là chúng ta phải nói là dần dần được bình thường đó. Thì chúng ta sẽ chờ một thời gian nữa thì sẽ khi nào thì sẽ là trở lại thật sự là một cuộc sống như những cái thời mà không còn bệnh dịch, thì cái việc này chúng ta phải chờ đợi một thời gian nữa để xem thử là như thế nào. Thì đến đây các bác cô chú và anh chị nhìn thấy thì vừa rồi có nhiều bạn cũng muốn hỏi là vừa rồi trong cái đợt dịch bùng phát vừa rồi á thì ở tại thị xã Sông Cầu này có nhiều người nhiễm bệnh về Covid đồ như thế nào á. Thì thưa với các bác cô chú anh chị, đối với mình thì mình cũng không phải là một cái người thống kê, cho nên là mình cũng không có nói ra được những cái con số chính xác được, mà mình chỉ có một cái cảm nhận nhận á. Thì thực sự thì ở tại thị xã Sông Cầu thì cũng như là nói riêng cũng như là tỉnh Phú Yên á, thì vừa rồi trên những cái thông tin thì chúng ta cũng nếu mà tìm hiểu sâu á thì chúng ta cũng nắm bắt được. Mà riêng ở tại thị xã Sông Cầu theo như mình nhìn nhận mình thấy á thì cái số người mà nhiễm Covid cũng rất là ít, không có đáng kể là bao nhiêu hết. Bởi vì cái người ở tại địa phương đây
rồi cái cách mà phòng chống đâu đó họ cũng kịp thời dập dịch rất là tốt. Chính vì vậy và đã hãm chế được cái sự bệnh dịch lây lan ở tại nơi địa phương này. Cho nên chính vì mà nhờ vào cái sự nỗ lực của nơi địa phương này, toàn dân cũng như là chính quyền họ đã rất là cùng nhau mà góp sức rất là tốt. Chính vì vậy và đã đem lại một cuộc sống là không phải là như mà chúng ta đã từng thấy những cái nơi vùng miền và phải vất vả rồi phải giãn cách một thời gian dài, hay là cái sự mà khó khăn về mặt cuộc sống ở đây thì đến bây giờ mình phải nói là cái thời gian qua mình cảm thấy thì ở tại thị xã Sông Cầu thì cũng rất là nhẹ nhàng là về cái cuộc sống, tuy rằng là cũng có những cái chỉ thị 16 rồi chỉ thị 15 gì đó, nhưng mà thật sự thì chúng ta phải nói là cuộc sống ở đây thì bà con rất là có một cái tinh thần ý chí và đã vượt qua được những cái thời gian và đã cùng nhau mà chung sức để mà phòng chống dịch rất là tốt. Cho nên là đến bây giờ là cuộc sống ở tại thị xã Sông Cầu chúng ta nhìn thấy thì đã được hồi phục và rất là tốt đẹp. Thì thôi, hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần rồi, chia sẻ một video ngắn gửi đến cho các bác cô chú anh chị là như vậy. Thì thôi xin tạm dừng video ở đây, hẹn các bác cô chú và anh chị những video sau.